Nam Mô Nam Hải Quán Thế Âm Linh Cảm Bạch Tuyết Sơn Bồ Tát. Nam Mô Nam Hải Quán Thế Âm Linh Cảm Bạch Tuyết Sơn Bồ Tát. Nam Mô Nam Hải Quán Thế Âm Linh Cảm Bạch Tuyết Sơn Bồ Tát. Con xin tụng kinh Mẫu Thiết Sơn vào buổi trưa 11 giờ niệm Phật Quan Âm. Con nguyện tâm sạch trong sáng suốt, nửa sân thiêu đốt nóng nảy, con xin chừa Phật ban cam lộ, Phật dưới nước phép rửa sân dập tắt lòng giả hoan hỷ, vô lương thuần úy. Quan Âm pháp lực nguyện không tham độc, ghen ghét đua tranh. Phật ánh quang minh khai quang trí tuệ, thơm tho lan huệ sực núc nhang trần. Niệm Phật Quan Âm vô cùng linh ứng. Nam Mô Nam Hải Quán Thế Âm Linh Cảm Tuyết Sơn Bồ Tát. Nam Mô Nam Hải Quán Thế Âm Linh Cảm Bạch Tuyết Sơn Bồ Tát. Nam Mô Nam Hải Quán Thế Âm Linh Cảm Bạch Tuyết Sơn Bồ Tát.